mọi người đã đến với shop chính thức của mình và mình là mèo sở hữu đây. Bạn đang buồn phiền vì không có kim cương để quay đồ mới hay là đang băn khoăn không biết nên dành tiền để làm việc gì? Đừng lo, cách tiết kiệm tốt nhất chỉ từ 9k nhận ngay 9.999 kim cương. Mèo đang nói thật đó nha. Shop mèo sở hữu ff.vn, nơi uy tín làm nên chất lượng. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube chính thức của mình và mình là mèo sở hữu đây. Đây mèo sở hữu sẽ là kênh mà mèo làm vlog. Anh em yêu quý mèo thì ủng hộ mèo một like và một đăng ký kênh để mèo có thêm nhiều động lực sáng tạo nội dung hay hơn cho mọi người xem nhé. Em cũng không biết làm gì đây nè. Lượt xem của kênh vlog này nó thấp ghê á. Hay em làm ăn uống đi. Thôi, ăn nhiều mập á. Em thử show nhà xem, các bạn fan chắc tò mò lắm đó. Chẳng có gì nữa bật đâu mà quay. Thì em cứ làm đi, biết đâu nhiều view. Đúng hay này. Giờ như này, em solo cùng với anh. Nếu em thua thì phải quay nhẹn cho các bạn coi. Phải thử mới biết được bạn ơi. Ok thôi, lên kèo. 3, 2, 1, go. Được của nó đấy. Anh định chống đối nóc nhà tao đã tấn kha. Này này, công bằng bạn ơi, anh không nhường em đâu. Không nhường thì em bắn thẳng tay. Em á, cũng không có thua gì anh đâu. Hồi mới bắt đầu chơi game khi còn là con boss á, em đã được bên Garena mời đi bắn đấu trường sinh tồn rồi. Xuất sắc, xuất sắc. Này thì gáy này. Xin lỗi anh, lúc nãy chỉ là do mạng em lag thôi. Vì anh là con trai, em nghĩ nếu mà thua 4 không thì quê quá. Nên là em nhường một xíu. Bây giờ mới chính là thời khắc mà em thể hiện đây. Anh chống mắt lên mà xem. Vui mất tiêu rồi. Coi mà học hỏi nè. Cái kìa, sao anh không nhường em gì hết? Nè, sao yêu bị bật nắp rồi anh em à. Chuẩn bị coi vlog nha. Tưởng vậy là ngầu. Hello và chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube chính thức của mình. Mình là mèo sở hữu đây. Như mọi người đã đọc tiêu đề cũng đã thấy thì clip hôm nay mèo sẽ làm một cái vlog gọi là show nhà mới cho mọi người xem. Khi mà mình mới dọn về nhà mới là mình tính quay cho mọi người xem rồi, nhưng mà lúc đó đồ dùng nội thất nó chưa có đầy đủ nên là mình nghĩ là mình sẽ sắm hết, ví dụ như là PC nè hoặc là bàn trang điểm gì đó, mình phải sắm đầy đủ rồi mình sẽ quay lên cho cái video nó hoàn hảo hơn một xíu ha. Tại vì mình ở chung cư nên là diện tích nó cũng không được lớn cho lắm. Ở đây thì có cả khu vui chơi với lại khu tập thể dục nữa, cũng khá là ok. Nhưng mà bình thường mình rất làm việc nha. Mình sẽ ít khi nào mà xuống dưới lắm, mình chỉ ở trong phòng thôi. Mọi người biết sao tôi đang đi lùi không? Tại vì nếu tôi đi hướng này thì tóc nó sẽ bay hết. Thôi, tôi đi lùi vậy. Tôi đi lùi mà tóc nó còn bay như vậy nữa là mọi người hiểu là ở đây gió cỡ nào rồi ha. Theo như mình biết thì cái khu chung cư này có hơn 200 mẹ bỉm sữa. Wow. Nên là cái việc sắp xếp một cái khu vui chơi cho trẻ em là cực kỳ hợp lý. Quá chuẩn luôn. Ở đây đang đông quá, tối mới quay lại phá được anh em ạ. Ngoài ra còn có khu vực tập thể dục. Ở đây người ta không tập theo khung giờ cố định, mà ai rảnh lúc nào thì ra tập lúc đó. Giống như tôi vậy đấy, nửa đêm xuống chạy bộ, chờ với ai nữa. Sau một hồi chạy bộ tập thể dục thì mình thấy cái công cuộc giảm cân của mình khá là thành công rồi mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ ăn để chúc mừng vì cái thành quả đó. Hợp lý. Mọi người hãy học cách giảm cân giống như mình nha. Không linh tinh nữa, bây giờ mình sẽ đi lên phòng của mình để review cho anh em xem. Chung cư này thì có 18 tầng và tầng mình ở là số 10. Thang máy thì đang di chuyển đến lầu 5 rồi, bây giờ mình sẽ đợi cho cái thang máy khi nào mà nó xuống tầng G là tầng của mình đang ở hiện tại thì mình mới lên được nha mọi người. Một cái đặc điểm mà khi ở chung cư mình mới biết đó là nó sẽ không có tầng 4 nè, 3A, 3B và không có tầng 4. Cũng như là không có tầng 13 luôn mọi người, có 12A, 12B và lên đến 14 luôn mà không có 13. Mọi người thấy ghê không? 3A có, 3B có, 12A, 12B có nhưng mà tầng 13 lại không có. Phải có một điều gì bí ẩn làm sao đúng không mọi người? Hello anh em, và mình đã đến cửa phòng chung cư của mình rồi. Bây giờ mình sẽ vào quay cho mọi người xem nha. Cái phòng mình ở chung cư thì nó cũng khá là nhỏ thôi mọi người ơi. Đầu tiên khi vào đó chính là bộ bàn ghế.
tại vì mình cũng vừa mới dọn xuống đây, chưa có cơ hội để tìm hiểu nhiều cái chung cư hay là nhiều cái căn phòng mới. Nên là cái chỗ nào mà gần khu trung tâm thuận lợi cho cái công việc, cái việc quay vlog của mình á, thì mình ở thôi. Này là bàn ăn, còn này là ghế sofa. Mình hay xem tivi thì sẽ ngồi ở cái bộ ghế sofa này, cực kỳ êm luôn. Ví dụ nghỉ trưa trong phòng mà nó nóng quá thì mình sẽ nằm ở bộ ghế sofa này. Đối diện ghế sofa là phòng của mẹ mình. Đây, phòng của mẹ mình thì cũng khá là nhỏ và đơn giản thôi. Đặc biệt là sang chảnh là được có hai con heo đất này nữa. Mẹ mình đi xuống khu vui chơi phía dưới này mọi người. Đấy, khu vui chơi phía dưới nè. Mình là ở tầng 10, nhìn phía dưới là sẽ thấy khu vui chơi nè. Rồi khu tập thể dục hồi nãy mình quay cho mọi người coi là nó nằm ở bên này. Có cả hồ bơi nữa, nhưng mà hồ bơi nó khóa mất tiêu, mình không có xuống được. Tiếp theo là cái gian bếp. Đây, mọi người thấy có gọn gàng sạch sẽ không? Được của nó đấy. Bởi vì tôi ở với mẹ đó mọi người. Có bàn tay của mẹ thì nhà cửa lúc nào cũng sẽ sạch sẽ hết. Chứ còn mà quăng cho tôi một mình á. Ôi trời ơi. Bên ngoài này sẽ là chỗ máy giặt và phơi quần áo nhà mình. Coi tủ lạnh có gì ăn không? Tủ lạnh nhà tôi không có gì đáng để review hết anh em ạ. Người ta có iPhone 14 Pro Max thì mình cũng có. Quả táo cánh dở. Nó lạnh quá à. Rắc thêm miếng muối cho clip đỡ nhạt. Chung cư mà chị Mèo ở nhỏ thế này thì chị Mèo ở đâu? Ta-da! Đây chính là căn phòng của tôi. Khi vừa mới dọn về ở thì cái căn phòng của mình trống trơn, không có gì ngoài một cái tủ quần áo. Toàn bộ mọi thứ thì mình phải sắm sửa lại từ đầu, sao cho mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất để mình có thể bắt đầu công việc. Anh này là nhân viên bên cửa hàng mà tôi mua đồ, đang đến để lắp ráp PC cho tôi. Màn hình mà mình mua cũng là loại vừa phải, là dạng cong và độ lớn là 27 inch. Đố mọi người cái bộ này Mèo sắm với giá bao nhiêu? Ai biết thì hãy comment giúp bên dưới nhá. Để có một video review căn phòng hoàn tất thì cái quá trình xây dựng nó là không hề dễ dàng. Khúc này có ai thắc mắc là tại sao mọi thứ trong căn phòng tôi đều là màu hồng hết không? Đơn giản vì tôi thích. Tôi và Kha đang sắp xếp để dán cái chữ Mèo sợ yêu này lên tường. Nhưng mà lúc đầu ngáo quá, dán hai cái thanh gỗ trước làm cho không đủ chỗ để ghi dấu luôn. Khi ghé PC về thì căn phòng của mình cũng gần hoàn thiện. Idol Tấn Kha trên YouTube lộng lẫy bao nhiêu thì cũng phải ráp ghế cho người yêu thôi. Đây là chuyện ăn sáng cho. Chỉnh miệng da làm đẹp và son môi cho. Chân mày gì đó, mi gì đó cũng có luôn. Nani. Mở ra mà có một bóng ma xuất hiện chắc xỉu ngang. Wow. Đây chính là phòng của mình. Đây. Mọi người xem ở những vlog trước chắc cũng thấy sương sương về căn phòng này rồi ha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay và review kỹ hơn. Đố mọi người MFI và vương miện có nghĩa là gì đó? Phía dưới chữ Thu Thảo là tên của tôi là mọi người biết rồi ha. Từ nay hãy gọi mình là streamer. Bởi vì mình có gì? Mình có dàn PC vài chục củ. Chết chưa nó khách. Xong rồi. Lần quay nha, lần quay nha. Tấm lớn. Thì ra là cái ổ cắm nó bị lỏng. Xem nó thì quê. Để tôi cho mọi người coi về cái em ghế gaming 2 của tôi. Thực ra về cái mấy cái ghế này mà giá ai cũ là nó cũng hơi rẻ đó. Là nó rẻ hơn so với mặt bằng chung của mấy cái ghế gaming đó. Tại vì tôi thích màu hồng lắm, nên là tôi chọn những cái món đồ mà màu hồng. Còn người nhìn cái bộ PC của tôi đi toàn màu hồng thôi. Còn đây là bàn trang điểm của mình, nơi mà mình make up để chuẩn bị cho những cái vlog. Đấy. Xịn xò có bò chưa? Đấy. Đấy.
nên là tắt hẳn. Đây là chỗ để quần áo hàng ngày của tôi. Quần áo hàng ngày của tôi thì tôi sẽ để bên ngoài. Còn những cái quần áo mà kiểu như dạng đầm để đi chơi á, thì tôi sẽ để ở trong tủ này. Được vài ba cái đầm lẻ tẻ, mỗi lần mình đi chơi là mình không có gì để mặc luôn mọi người. Còn đây chính là kệ tủ rất là đặc biệt đối với mình. Phía trên chính là quà lưu niệm, quà mà Tấn Kha tặng mình. Quà Tấn Kha tặng mình để ở trên cùng này nha. Hoa 8 tháng 3 nè, rồi quà Valentine nè, còn nước hoa gì nữa, rồi quà chúc quốc tế thiếu nhi gì đó. Shipper ở siêu thị của tôi là quen mặt tôi rồi. Mỗi lần mà giao đồ là không cần gọi điện thoại nữa, người ta quăng trực tiếp xuống phòng bảo vệ luôn. Bởi vì cứ mỗi đợt sale là tôi chốt hàng chục đơn thì người ta quen mặt rồi, người ta gọi làm gì nữa, tốn tiền điện thoại. Bạn nào mà là fan của mèo á, theo dõi mèo từ lâu sẽ thấy hai cái đôi này nó rất là quen. Giày này thì Tấn Kha mang nó gần như là nó cũ luôn rồi đó mọi người. Mang tiếng là mua cặp với người yêu vậy, chứ giày này mình chưa có mang lần nào hết. Đây chính là toàn cảnh căn phòng của mình. Cũng khá là đơn giản thôi. Thì vlog của mình đến đây là hết rồi. Mọi người xem mà thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mèo, để mèo có thêm nhiều động lực ra vlog hay hơn cho mọi người xem nhé. À, mọi người thích mèo tròn Tấn Kha hay là mèo làm clip dạng như nào thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.